15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Thì bây giờ là 10:05 ngày 15 tháng 7 năm 2023. Thì hôm nay có một điều đó rất là đặc biệt ha, bây giờ là tận 10 giờ rồi mà cái lo nó vẫn không có phát ha, có lẽ là hôm qua mưa lớn quá nên làm ảnh hưởng đến đường truyền hoặc là ảnh hưởng đến cái lo ha, cho nên hôm nay hiện tại thì bây giờ 10 giờ mà lo vẫn chưa phát luôn. Cho nên có một cái không gian rất là yên tĩnh. Anh có coi hôm qua tại không? Ông già lên ý kiến, ông già kêu là tắt đi, nó tắt luôn, nó không mở nữa. Anh ý kiến ở đâu? Ý kiến trong cái lò nó bị tắt, nó hát hoài tôi lấy cái. Anh ý kiến với cái lò hả, đúng không? Em tưởng anh ý kiến lên hoa viên chứ. Nó bị làm hát nữa tôi tắt mày hỏi thác sợ. Trời ơi, vậy là anh giàu anh cũng có công rất là lớn nha. Ở đây thì 15 mới thấy hai chị gái đến viếng mộ của cậu Năm. Đây là toàn cảnh sáng nay thì 15m sẽ quay liên tục đi ghi hình cho tất cả quý cô chú quý anh chị ha. Dạ cô ơi, con chào cô, nhưng mình đến từ An Giang luôn hả cô? Dạ vậy là ủa vậy là mình quen nhau hả cô? Ủa vậy là mình có hẹn không mà mình đến luôn? Dạ vậy là có một cái sự trùng hợp rất là ngẫu nhiên nha, nhưng mà hàng xóm mà sao hả cô? Dạ chung tỉnh, nhưng mà mình biết trước nhau không cô? Không hẹn mà đến ha, bà con An Giang đến viếng mộ gặp nhau đồng hương rất là mừng. Đó, đây là toàn cảnh ở mộ của cậu Năm sáng nay vào lúc là 10 giờ ngày 15 tháng 7. Rồi, có cậu Năm tới nữa nè. Đây. Không phải anh ơi. Ủa sao bay kỳ vậy? Wow, hai bé bướm y chang rồi luôn. Ôi ơi, lâu lắm rồi mới gặp chị Út Lan miền Tây nha. Dạo này mình tăng cân hả chị? Tăng cân hay sao, em thấy chị phát tướng hơn á. Trời ơi. Tại vì người khỏe. Phát tướng thì khỏe hơn đúng không? Hôm nay lâu lắm mà chị em mình mới được gặp gỡ nhau nha. Chắc có lẽ là hôm nay là thứ bảy nha. Lâu lắm rồi chị không lấy. Dạ. Vậy là hôm nay làm bất động sản đúng không? Ủa sáng em thấy anh Hồng với nhà chị Loan mà. Clip cũ hả? Trời ơi, clip cũ này mới đăng. Không, sáng này là anh thấy không có mây luôn á. Không có mây xanh. Nãy em thấy gì chị gái quay quá chừng luôn, giờ chị quay em đi, em quay chị.
đó theo như anh Áo Vàng nói là bữa nay không có mưa. À. Tại vì mưa 2 ngày nay rồi, bữa nay mưa hết nước rồi đúng không? Rồi. Hiện tại là ông trời đang tập trung năng lượng đúng không? Để mưa ngày mai đúng không? Mưa chủ nhật hả? Sao không? Bà xã. Chủ nhật là hay mưa đó. Thì nước nó phải nóng bốc hơi lên nó động mây. À. Tiếp, theo theo khoa học là sao hơi nước bốc lên động thành mây. Rồi, là à, khí hậu lạnh tan xuống. Lạnh sao tan ta lạnh, lạnh nó phải đặt lại chứ. À, cái này đi đâu về à? Tiền tế nhị. À, tiền tế nhị ha, cái tiền này. Đó, bây giờ thì bà con cô bác sau khi viếng mộ của cậu Năm xong thì bắt đầu đi viếng những cái ngôi mộ khác ở trong đây luôn. Ở bên ngoài thì 15 mét thấy có một chiếc xe ha 16 chỗ đang đậu trước cửa vào của mộ của cậu Năm. Rồi mình qua bên đây luôn đi ha. Không biết là bà con có đến viếng không ha, là đi đúng đường không ha. Đó, đây là cái khung cảnh xung quanh đây. Hiện tại thì nếu mà khán giả mà đến viếng mộ của cậu Năm á thì chúng ta sẽ bỏ khách ở đây ha. Rồi sau đó xe sẽ chạy lên trên kia rồi quay đầu trở lại. Rồi sẽ để một cái vị trí ha, thì bảo vệ sẽ có cái khu vực hướng dẫn cho có một cái khu vực để đậu xe cho nó thích hợp. Ở bên kia thì cũng có những cái hàng ghế để cho mà khán giả ngồi trò chuyện ha. Đó, đây là cái khung cảnh xung quanh đây. Mà 15m sẽ quay tất cả cho tất cả quý cô chú quý anh chị ha. Ở bên kia thì 15m thấy có một cái đây. 15m sẽ phóng to lên. Anh Toàn ha. Chiếc xe để là mưa. À, chắc có lẽ là xịt rầy nữa rồi. Xịt rầy với bà xã ơi. Chuẩn bị xịt rầy tới nữa rồi. Cũng mong là kỳ này là xịt thuốc mạnh hơn để mà những con rầy này nó không có bị bay như là những cái bữa giờ là trời gió rồi. Đúng rồi. Tiết mùa hè. Đó. Thì chắc có lẽ là một lát nữa xe cẩu tới sẽ cẩu mấy anh lên xịt thuốc ha. Hôm nay thì mấy con rầy nó tạo tiết nhân tạo ha. Nó tạo tiết nhân tạo. Rồi đến đây thì 15m Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.